Tôi đây nha. Bây giờ để thì tôi như thế này. Bây giờ nó quá chậm. Không biết các cháu thì lấy ra rồi dùng khác nha. Chứ không thôi là nó báo được nha. À rồi rồi rồi. Bây giờ để thầy tôi nói lời nghe phát quà nha. Thì tất cả các cháu đây cũng đã biết rồi. Dạ, thì là Phật đã nhiều lần các cháu đã qua đây nhận quà. Thì hôm nay thầy như thế này. Cái quà đấy là từ trước giờ là của người tên là bác sĩ Phan Minh Hiến, ông cái hội từ tâm ở Lâm Tháp, thỉnh thoảng vẫn trở về để mà giúp quà cho các cháu nha. Bây giờ là hôm nay á, thì nhân cái dịp Tết á, thì là cho nên đó là không biết các cháu có nghe không, có nghe được không? Thì nhân cái dịp Tết á, thì cái bác sĩ đó có xin được một ít quà để gọi là gửi về hứa cho các cháu được đi ôn cưới trong cái dịp Tết nha. Để là cũng như là chia sẻ cái những cái khó khăn của các cháu và các sinh viên thanh niên hôm nay. Trước khi phát quà thì không có nhiều hơn, thầy nói mấy lời như thế này để cho các em được biết. Thì con mình trước đây con bạn mình trước là biết rồi, mấy em có nghe được không? Bây giờ như này, các em nhiều lên thấy ở bên này có hình ai đó, hình Đức Phật đó nha. Thì hình Đức Phật thì bây giờ thầy nói như vậy nè, để cho các cháu nào mà thuộc gia đình Phật tử đó được biết. Thì ngày xưa đó với Đức Phật đó, lúc đó mà chưa thành Phật đó, tức chính là chưa ngày chưa giác ngộ và thành Phật như bây giờ, thì ngài á cũng ở trong một cái cảnh địa ngục, ở trong một cái cảnh tâm tối lắm. Thì ở trong cái cảnh địa ngục từng còn đó, thì những cái người đó họ đánh đập hành hạ là tịnh tập rất là đau khổ. Thì con biết không, thì lúc bây giờ Đức Phật á, ngài cũng là một chúng sanh, ngài ở trong cái cảnh tù tội bị hành hạ trong cái cảnh địa ngục tâm tối. Thì ngài nhìn thấy ba những cái người bạn của mình, những người bạn của mình cũng bị đánh đập hành hạ vì cái nghiệp đó, cái nghiệp mà bất thiện đó, cho nên bị đọa vào trong cái cảnh địa ngục và phải chịu những cái cảnh đau khổ. Thì lúc bây giờ ngài á cũng là một tù nhân, cũng là một tù nhân ở trong cái cảnh địa ngục tâm tối đó. Thì ngài nhìn thấy những cái em bé khác hay là những cái người tự do khác cũng bị hành hạ đau khổ đó, thì ngài thức thời được đó, ngài có một cái tâm ngài phát nguyện như thế này: làm sao mà ngài chịu đựng được, ngài chịu thế được cái bệnh đau của các cái người bạn của mình. Và lúc bây giờ có người thân nhân của ngài cho ngài một ít cơm, thì lúc bây giờ ngài cũng mất tới. Nhưng mà bên cạnh là bạn bè và những cái người thân khác cũng đang bị đớn khác, thì ngài mới nghĩ vào điều khác, ngài mới lấy một cái ít phần ăn của mình chia cho những cái bệnh nhân khác và cho những cái người gọi là luôn bị hành hạ bệnh tật đau khổ ở trong cái cảnh vừa rồi đó. Thì lúc bây giờ ngài vì cái lòng mà thương tưởng đến những cái người cùng khổ khác, cũng như vì cái tâm của ngài mới chia cái phần cơm của mình cho những cái bệnh nhân khác, cho những cái người bị tù tội, với những người bị hành hạ ở trong cái cảnh vừa rồi đó. Được về cõi trời, về cõi tiên thiên và được thấy cái hạnh phúc, và sau đó thì ngài mới tu hành và trở thành một vị Phật. Thì xin thưa như vậy để cho các cháu biết nha, là Đức Phật giới hồi xưa cũng là một cái người rất là khổ và cũng là bệnh đau, và ở trong cái cảnh tâm tối, còn hơn các cháu bây giờ cũng giới độ chúng sanh và người thương tất cả bà con của nhau. Thì hãy nhân đây thầy chia sẻ mấy cái điều đó với tất cả các cháu nha. Bây giờ các cháu nhớ, nếu mình có thể mà nếu như mình có được một hai cái bánh thì cũng nên chia sẻ cho những cái bạn thân của mình nha, chứ không rồi cảm ơn các cháu nha. Rồi thôi bây giờ
xin phép tôi mời dạ. Dạ, dạ. Bây giờ xin phép mời mục sư với anh. Bây giờ phấn khởi cùng cháu một nha. Từ cái phần quà đó là một con gấu và một cái hộp bút và với số tiền là 300 ngàn. Các cháu nhận quà xong thì các cháu mới đi rồi. Nếu cháu nào chưa dùng cơm thì ra sau dùng để cho các cháu khác nha. Rồi đi là mặt. Xin người ban phúc lành.